Rồi xin chào tất cả anh em. Thì hôm nay mình sẽ có một số ít cái món đồ inox nha nè. Inox này là inox dùng cho thực phẩm. Thì nó sẽ chống ăn mòn rất là tốt và chống cái bám bẩn trên bề mặt. Thì anh em coi á, đúng cái nhu cầu của anh em thì anh em mua ha. Còn không thì thôi anh em bỏ qua giúp mình. Với cái giá cả thì tất cả các món hàng mình đều để giá là công khai ha. Để giá là công khai thì ví dụ như anh em coi ưng cái bụng thì anh em mua. Còn không thì cảm thấy nó quá cái tầm tiền của anh em, hoặc là cái số tiền của anh em bỏ ra nó không xứng đáng với món đồ này, ok, anh em có thể bỏ qua ha. Chứ một số anh em nhắn tin xong rồi trả giá triệu rưỡi còn triệu này kia nghe nó kỳ lắm anh em ha. Tại vì mình cũng không có muốn mất thời gian với những kiểu vậy. Tại vì anh em cũng có thời gian của anh em, mình cũng có thời gian của anh em. Mỗi người đều có một cái thời gian để làm cái công việc khác nhau, hưởng thụ khác nhau. Thì thay vì mình dùng cái thời gian mình trả giá thì cảm thấy ok, không có được, phí tiền vô cái này quá. Cài số dê luôn để tránh mất thời gian ha. Rồi đầu tiên cái mã số 1 này nè. Cái mã này thì bữa trước mình có đăng. Sau đó mình không có giao là tại vì mình ra bãi mình mua được một cái, nó có cái bên trong nữa. Thì cái dụng cụ này là một cái dụng cụ để ngâm đồ, hoặc là anh em dùng để ủ những cái trái hoặc là cái gì đó ha. Thì đây nguyên một cái bộ của nó sẽ nặng là 8,5 kg nè, giá là 1,5 triệu một cái. Ví dụ như anh em mua hai cái thì nó sẽ là 3 triệu ha. Rồi toàn bộ cái này nó sẽ là bằng inox 316, nó rất là dày nha anh em. Bây giờ mình sẽ đo cái đường kính của nó cho anh em. Đường kính của nắp á, ngang của nó là 18 nè, ở trên nắp ha. Và chiều cao của nó từ phần đáy đi lên luôn là 36 nha anh em. Là 36 đó, 36. 36. Rồi bây giờ mình sẽ mở cái nắp bên trong ra của cả hai cái. Mở cái nắp ha. Cái con này giá 1,5 triệu một cái nha anh em. Nó rất là nặng và nó dày lắm. Đây, hôm bữa trước mình bán thì nó không có cái lồng bên trong. Bây giờ thì nó có cái lồng ha. Với lại nó có một cái phốt chịu thực phẩm là cái phốt này. Đó, thì khi mà anh em đậy vô nó sẽ kín để anh em dùng để ủ cái gì đó. Đây, mình cũng mở bên này luôn để cho anh em coi. Thì nó sẽ có một cái bộ này là để anh em nhận những cái thứ mà anh em muốn ủ xuống cho nó ngâm ở dưới mặt nước anh em. Sau đó anh em sẽ đổ nước hoặc là cái hóa chất mà anh em cần lên đây, lên ngập cái mặt này ha. Và bây giờ mình sẽ mở ra luôn bên này. Nó rất là nặng nha anh em. Đó rồi. Thì bên này đây là hai cái bộ của nó này nè. Hai cái bộ của nó đây. Toàn bộ cái này đều là cũng bằng inox luôn ha. Và nó ốc ác này kia là inox, bởi vì nó ngâm thực phẩm anh em. Nên là những cái inox này nó sẽ không có bị ra những cái hóa chất phản ứng để gây hại cho mình ha. Rồi, thì những cái này nè, nó sẽ có cái tăng đơ điều chỉnh, hoặc là anh em có thể tháo rời. Ví dụ như anh em muốn một cái trái gì đó, ví dụ như anh em ủ cái trái táo, trái lê gì, mình ví dụ thôi nha anh em. Chứ nhiều khi về anh em làm cái gì hoặc là cũng có thể mình nói sai, nhưng mà mình là ví dụ thôi. Ví dụ như anh em ủ trái táo, trái lê, trái chuối gì đó thì anh em mở cái này ra, anh em nhét nó vào đây, sau đó anh em đặt vô đây ha. Đó, anh em đặt vô, sau đó anh em đổ rượu, nói chung là rượu hoặc là nước mắm hoặc là cái quần què gì đó thì anh em có thể đổ vô đây, xong anh em đóng nắp lại. Đó thì cái bộ này nó có thể tăng đơ ra được nha anh em. Tăng đơ ra được thì ở đây mình siết ốc thì cái này nó quay không có đúng chiều, nó có thể quay ra ngoài hoặc quay vào trong gì đó tùy, hoặc là anh em siết ép để nó giữ một cái gì đó cố định đó. Đó thì có thể sử dụng cái này. Nó rất là dày nha anh em. Những cái này là inox dày khoảng tầm đâu đó là 2 ly đến 3 ly không à. Cái này cũng rất là dày. Inox nguyên tấm nè. Đó, nó dập khuôn lại rất là đẹp. À rồi, mình sẽ đo cái lòng bên trong của nó. Ở đây thì hai cái này đều có cái dấu cứng hàng ngoài bãi nha anh em. Nếu mà anh em nào muốn hàng hoàn hảo 100% thì có thể đặt ở Việt Nam họ làm. Đặt ở Việt Nam làm, tại vì inox, ba cái inox đồ quỷ một số anh em vẫn hay nói đồ Việt Nam đầy á, thì có thể đặt đó. Đây lõi bên trong đó nè. Nó rất là đẹp nha anh em. Cái này anh em về vệ sinh kỹ đi xíu. Đó, nó không có bị sét nha anh em. Nó không có bị sét, chẳng qua là nó dính cái ten. Nó dính cái ten do nó lâu ngày anh em, lâu ngày. Đó anh em chà đi không, mình mới rửa sơ sơ thôi. Rất là nặng và dày. Cái đường kính nè, không tính cái nắp ha, thì nó sẽ là 16 nha anh em. Đường kính lọt lòng bên trong của nó là 15 và chiều cao thì nó vẫn là 36. Đó, đây là cái đường viền của nó nè, rất là dày ha, cực kỳ dày luôn. Đó, khi mà anh em vặn cái nắp anh em muốn cứng á, anh em sẽ chọt cái cây ti hoặc là cái con ốc vô đây, con ốc 10. Sau đó anh em sẽ giống như là trợ lực đó anh em, thì anh em vặn vào đây ha. Đây là một cái nè, cái bên này cũng vậy. Đó, hai cái này nó giống nhau. Ôi, nó cũng có cái dấu nè.
À, nó cũng có dấu nè, hai cái chân này nó sẽ có thể anh em để trụ lại để giữ ha anh em ha. Chân là rất là dày nha anh em. Nó rất cực kỳ dày luôn. Cái này nó làm đẹp lắm, nó làm mình không biết nó đúc hay là nó xử lý cái mối hàng nào mà mình không thấy nó có cái dấu hàng nha anh em. Có thể nó hàng ở dưới đít. Đó, là gia công ra nó hàng ở dưới đít nha. Đẹp lắm. Dày và nặng. Đó, rồi hai cái. Đây, để mình lấy cái bên này qua đây, rất là dày. Đó, thì bên này cái chân của nó nè, nó cứng. Đó, cái này anh em muốn bẻ thì cũng được, phải lấy búa đập nha anh em, đập dữ lắm, còn không thì để nguyên vậy cũng được, không có sao hết đó. Nó không có ảnh hưởng gì tới cái chất lượng ở bên trong nha anh em, tại vì cái này là cái phần ngoài. Đây. Phần ngoài. Đó, lõi bên trong nè. Anh em về vệ sinh đi là sạch sẽ liền luôn ạ. Đó, như bên này nè, tại vì mình rửa sơ thôi anh em. Chứ mình không có rửa kỹ. Đó, mỗi người có một cái mục đích sử dụng khác nhau ha. Một cái là 1.500.000, kể cả có thêm cái này thì mình cũng không có tăng giá, tại hôm bữa trước mình bán cái này không thì cũng là 1.500.000 rồi. Đó, giờ cái này thêm thì mình ra bãi gặp đúng cái của nó luôn. Đó là mình biết là nó dùng để ủ cái thực phẩm. Ủ cái gì đó ha, để nhận cái này xuống nước. Đó thì anh em muốn làm cái gì làm, ủ rượu hoặc nói chung là tùy mỗi người có cái sức khác sáng tạo khác nhau ha. Thì cái này nó sẽ cho mình tăng đơ như nãy mình giới thiệu á. Tăng đơ, sau đó anh em siết ốc lại. Siết ốc lại hoặc là anh em đẩy nó vô, anh em nẹp nó lại. Đó, tùy. Ha, rất là dày. Nói chung là nguyên khối, toàn bộ chất liệu là inox 36 nha anh em. Không có rỉ sét, không có bị gì hết. Nó chỉ bị dính dơ. Thì anh em về anh em vệ sinh là xong. Rồi, mã số 1. 8,5kg. Giá là 1.500.000 một cái, hai cái bằng 3 triệu. Rồi, tiếp theo mã 2 nha anh em. Mã 2 thì mình sẽ có một cái rổ bằng inox. Rất là dày, dặn và cứng cáp, anh em có thể về anh em sử dụng để phơi những cái đồ chén bát hoặc là tô to dĩa ngoài trời ha. Cái này khi những cái đồ nè, đồ inox này mình bán thì mình sẽ bao anh em khi mà anh em sử dụng ở kể cả các môi trường nước biển, anh em nào nhà gần biển hoặc là cái khu vực mà nó có gió biển nó dễ gây xét đồ hơn khác, mình vẫn bao anh em là những cái này không lên ten ha, không lên ten. Tại những cái của Nhật đó, nó sử dụng cho cái môi trường Nhật là các quần đảo thì họ cái mát inox của họ cao hơn của mình rất là nhiều nha anh em. Đó, đôi khi những cái thứ đồ mà anh em hay mua ngoài tiệm rõ ràng nó không hít 500, nhưng mà khi mà anh em về anh em sử dụng một thời gian nó bị đen, bị đen cái bề mặt. Thì đây là kích thước của cái rổ nè, là 47 ha, 47 anh em. À, ngang này của nó là 35, 47, 35 và chiều cao của nó sẽ là 8 xăng. À, rất là dày dặn và cứng cáp nha anh em. Nó đây, những cái mối hàng này rất là đẹp luôn, cực kỳ đẹp luôn. Đó, nó sẽ hàng từng chấm như vậy. Thì cái này mã số 2 nè, giá của nó là 300.000. Đó, rất là anh em để chén bát hoặc là gì đó anh em phơi, hoặc là tất cả cái gì nói chung là anh em phơi. Cái lỗ này nó sẽ hơi to nha anh em, nên anh em không có phơi muỗng đĩa được, chỉ có những cái tô, cái chén bự. Đó, cái lỗ này nó sẽ hơi to. Lỗ này 60 nè, 60-40. Đó, lỗ này nó hơi to và nó rất là dày nè. Mình bóp này nó không có sụp xịt luôn nha anh em. Bóp hết ra luôn á, là không có dấu hiệu của cái việc là sụp xịt hoặc là thay đổi cái kết cấu của nó. Rất là dày, hàng đẹp lắm ha. Mã số 2 giá là 300. Rồi, tiếp theo mã số 3. Mã số 3 thì ở đây mình sẽ có một cái tấm lưới. Bản thân mình thì không biết làm cái gì, tại vì mình lấy một trong cái máy hấp thực phẩm của Nhật. Đó, thì nó cái này nó sẽ chịu nhiệt ha. Và cái này nó giờ là một cái dạng nguyên một cái tấm lưới. Sau đó cái bộ máy nó sẽ đột xuống, giống như là nguyên một tấm inox vậy đó. Sau đó nó sẽ đột xuống à, chứ không phải là nó hàn vô từng lại như cái kia. Cái này là nguyên tấm đó nha nè. Thì nó sẽ đột qua. Nó rất là dày. Nó dày phải gần 1 ly nha nè. Cái dấu gì? Đây nè, rất là dày. Đó, thì cái đường kính để mình đo cái kích thước của nó cho anh em. Kích thước nè, 44 nha nè. Phụ bì là 44 à, đây là 43, 44 và 43 nha nè. Đó, thì hai mặt nó sẽ chênh nhau 1 cm. Nó cực kỳ dày luôn. Thì cái này nó trong một cái máy hấp á, nó sẽ có cái đường này, cái đường để anh em đẩy vô. Đó, đẩy vô đẩy ra, anh em có thể không xài cái này cũng được. Thì khi mà mình mua á, chủ bãi nó cũng không có biết là cái gì, thì nó cũng gợi ý cho mình về là có thể làm cái vị nướng hoặc gì. Nhưng mà vị nướng thì cái này nó hơi dày nha anh em. Anh em dùng có thể phơi đồ này kia. Nói chung là nó mướt rượt à. Đó, khi mà nó đột xuống nó mướt rượt anh em, nó không có để lại bay vớ trên cái bề mặt ha. Mình vuốt tay là không có cảm giác là bị gợn luôn. Đó, bên này cũng vậy, cảm giác đó, vuốt tay nó đã lắm anh em. Đó, và khi mà anh em xài một thời gian nó cũng không bị biến đổi màu hoặc là biến chất. Đó, đẹp lắm.
dày nữa nha anh em, không có bị mỏng. Anh em có thể tận dụng phơi đồ làm vị nướng hay này kia bình thường. Đó thì cái này mã số 3 nè, là 300 ngàn một cái nha anh em. Nặng hơn 1 kg luôn. Nặng lắm. Đó. Inox. Đó, inox rồi. Ở đây thì mình sẽ có hai cái ha. Nó dày. Rồi, cái số 4. Cái số 4 này thì nó sẽ mắc hơn, nó giống như cái kia nhưng mà nó sẽ mắc hơn, nó y chang vậy luôn anh em. Nó mắc hơn là do nó to hơn và nó nặng hơn. Cái này thì đường kính của nó tới 60 lượng hay gì ạ? À, đường kính là 59 ha. À, chiều dài là 59 ha, 59 ha. Con này là vuông luôn 59 ha. Vuông 59 nha anh em. Này là vuông 59 ha, mình nhắc lại, còn cái này là 43 và 44, còn cái này là hai chiều của nó đều là 59, cũng rất là dày. Thì nó sẽ sử dụng như là cái nguyên một tấm và cái máy nó dập xuống thôi. Đó, sau đó nó sẽ lấy cái máy ra thì nó sẽ tạo ra những cái hình như vậy, chứ không phải là nó đột thủ công hoặc là gì nha anh em. Và nó cũng không phải là hàng từng miếng lại với nhau, là nó nguyên một tấm nên là cái kết cấu của con này rất là chắc. Và thứ hai nữa là cái độ mịn của cái bề mặt. Đó. Cái độ mịn này nó cũng quan trọng lắm, khi mà anh em phơi đồ hoặc là phơi những con khô hoặc là làm vị nướng á, khi mà anh em chà á, cái bùi nhùi của mình nó sẽ không có bị dính vào những cái này. À, nếu mà nó có ba dớ lên á, là khi mà anh em chà nó rất là khó chịu ha. Mặt bên này cũng vậy. Đó. Mịn lắm nha anh em. Đó, hai viền này là được bọc cũng bằng inox luôn. Thì cái này thì mình cũng có hai tấm. Giá của nó là 450 ngàn một cái. Đó, mã số 4. Rồi tiếp theo mã số 5. Mã số 5 thì mình có một cái tấm lưới lớn. Đó, con này thì rất là dày luôn. Con này thì thôi khỏi nói, con này nó sàn cái thanh inox là 6 ly anh em. 6 ly. Rồi, con này thì giá của nó là 650 ngàn nha anh em, mã số 5. Con này nó y như một cái tấm lưới khô để anh em phơi vậy đó. Đây, dày to và nè. Mình đo kích thước ha. Kích thước của nó là 50 nè anh em. 50 hình như 1m, 1m50 á. Đúng rồi, 90. Đây là 90 ha. 90 và 50. Mình nhắc lại nha anh em, 90 và 50. Rồi, thì cái này nó sử dụng cái khung chính của nó là cái sắt 6. Đó, cũng rất là dày. Nào, mình bóp những cái gân của nó là không có cái dấu hiệu mà bị ấy luôn nha anh em. Nó chắc lắm, cái kẽm này của nó, cái inox này cũng khoảng tầm 2 ly. Ly mấy 2 ly á, rất là dày dặn đó. Nó nói chung là không có, nó hàn từng cái chấm này luôn nè. Nên nó rất là chắc, không có dấu hiệu bị xi xịn. Đó, anh em có thể dùng làm phơi, để sàn nước anh em muốn phơi cái gì phơi. Những cái này mình mua hồi lâu rồi nha anh em, mình cứ dục vào ngày đằng sau vậy đó. Thì cũng có mưa nắng nhưng mà nó không có lên ten. Và ví dụ như anh em có làm cái đồ anh em để sắt lên á, nó có ra ten, anh em cái ten của bên đó nó dính vô, anh em vệ sinh nó cũng rất là dễ dàng. Đó, nó không có bị cái những cái gọi là cái điểm ba dớ hoặc là cái gì đó, nó gây cho mình cái cảm giác rất là miệng tay anh em. Đó, thì cái khác biệt giữa inox của mình, cái gia công với cái chất liệu nó khác nhau rất là nhiều so với người ta. Tại của mình là tối ưu cái giá thành nó giảm xuống anh em, nên là nhiều khi những cái thiết bị này làm ra anh em mua ở Việt Nam mình nó sẽ không có kỹ bằng ở bên họ. Rồi ha, thì cái tấm cuối cùng giá là 650 ngàn. Đó thì hôm nay lễ thì nó có mấy món thôi, anh em cần cái gì thì liên hệ mình để mua ha. Rồi, bye bye anh em.